kể cho anh em một câu chuyện. Đó là một người bạn chưa biết chạy xe mà đi mua xe côn tay mô tô luôn nha anh em. Hình như tôi chiều mấy anh em quá rồi, mấy anh em hư đúng không? Bán xe rồi còn phải thêm một cái khóa hướng dẫn chạy xe nữa đó. Phải thêm khóa hướng dẫn. Đây người đứng canh, người hướng dẫn nè, thấy không anh em? Tại vì mới tập chạy xe nên phải vậy thôi. Để mình coi anh chạy. Buổi giờ tập 2 buổi rồi đó. Buổi này là buổi thứ hai nè. Buổi này là buổi là tập hy sinh chiếc ẹt của thằng Đệ Minh. Rồi buổi này là buổi thứ hai. Bữa này là bữa thứ hai lên thực tế chiếc xe luôn á. Để coi buổi đầu không có mình, không có mình nhưng mình không quay clip. Bữa nay có mình nên mình quay clip cho mấy anh em xem, quay xa xa thôi, ảnh ngại á mọi người. Đó. Tận tình luôn. Tầm này bán gì đam mê chứ lời lỗ gì anh em. Đó, hướng dẫn luôn. Mới tập chơi con này quá ok rồi. Mới tập con tay luôn á. Hầu như là đó giờ anh chỉ đi tay ga thôi, anh chưa có đi con tay nha anh em. Rồi. Có chừng xe hợp đồng nha. Tập biết sao không? Phải tập chạy trước. Tại vì hôm bữa là chạy ẹt, bây giờ phải tập con này trước, chạy cho nó quen rồi mới thả cho ổng về được. Chứ để gì ổng chạy nguy hiểm mà ổng. Đây anh em, như anh em thấy không? Chuẩn bị nè, ngồi vai vô. Hey, nói đạo lý. Cái gì đó, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Em bỏ anh được sao anh không bỏ em gì đó. Nói ơi, đạo lý. Góc này nói đạo lý là y bài luôn à. Đúng không? Nói đạo lý em. Cuộc đời em không có đạo lý. Nói nào, 2, 3. Con heo bọt con bò ăn cỏ, bò ngu con heo ăn cám nhiều, heo ngu con bò hả? Đô, chạy được rồi kìa. Ổn. Đô, ok. Đá số đi, bốc đồng. Thì hôm bữa tập buổi rồi, buổi kèm rồi. Thì bữa nay chỉ là lên xe thực tế, xe CBR thôi, bữa tập chiếc ẹt. Tưởng chiếc ẹt của em mà ra đi tìm đường cứu nước rồi chứ. Bữa là anh định là anh cài em vô lấy chiếc ẹt của em là để để làm bốn hư đúng không? Cho nó hư rồi chưng dụng luôn phải không? Mình chưng dụng cho showroom hiểu không? Mình chưng dụng showroom để cho khách tập xe luôn, lỡ bể luôn. Rồi cũng ổn rồi đó. Ừ.
Đá số đồ một chưa? Đá số đồ một chưa? Mượt mà rồi chưa? Ừ. Ôm cua đồ ok. Mày để cho thằng Bình nó nói đi, mày nói người ta không nghe gì hết trơn. Để anh dừng á, anh đang chạm không, mình gặp cái đèn đỏ, anh muốn dừng không? Anh về số 1, anh bắt thắng từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi. Sau đó anh tắt công tắc này. Đúng rồi, mở lại thì chạy như bình thường. Thôi, đem máy chạy bình thường thôi, vô số 1. Rồi. Anh muốn dừng. Sáng sớm dậy anh em, ai cũng ngáo ngủ hết. Kể cả cha đây cũng náo ngủ luôn. Đây cũng thôi dậy sớm, hôm qua làm khuya về háo hức để lấy chiếc con xe. Đó, quay xa cho anh em xem. Để hôm nay mình sẽ có cái dịp này, cái clip này rất là độc. Tại vì phỏng vấn một người chưa biết chạy con tay mà đi xem mua xe mô tô thì cái cảm giác nó sẽ làm sao, để mình chia sẻ lại cho những anh em mới chơi. Đó, thì rồi qua đây đã tập luyện được mấy buổi rồi đó. Phỏng vấn ôm mình sang sướng, chạy đã. Cảm giác lái nó phấn khích hơn là ngồi tay ga, thì mình ngồi kiểu như mình thấp vậy nè, sướng lắm. Con này nó nhẹ, với lại nó Sport City ngồi đi làm. Thì ảnh là nhân viên văn phòng á, thì đi con này cũng khá là hợp, không có gọi là quá thể thao quá. Nói chung nó cũng thoải mái, đúng không? Đúng rồi. Cảm thấy lựa con này là một lựa chọn thiết suốt. Rồi anh kể lại cái quá trình mà anh em mình kiếm được con xe này, kiếm được chúng màu anh thích luôn. Đúng rồi. Thì kiểu như là lúc qua bên Minh nè, thì nói là thích chiếc CBR này. Xong rồi nói là Minh ơi chọn giùm cái màu đỏ hoặc là màu cam, nhưng mà thích màu cam hơn. Nhưng mà anh không nói là anh thích màu cam hơn. Đúng rồi, chỉ thích anh chỉ nói là hai màu thôi, một hai màu, không có màu Repsol. Mà cuối cùng theo lụm về được con này, anh qua nói là đúng mà anh thích luôn. Đúng là mỗi chiếc xe là có mỗi cái duyên ha. Có đúng duyên rồi. Mới lúc mà nói kiểu như chắc là nhiều khi 2 tháng rồi chưa hai có. 2 tháng, tại vì con này mà biển thành phố á, tìm hiếm lắm mà sao á tự nhiên có 3-4 ngày là có liền. Chưa tới 1 tuần nữa. Thì lúc đầu là em hẹn anh nói mà con xe này hơi khó á, chắc cũng phải cho em thời gian 2 tháng. Đúng rồi. Thì trong vòng 2 tháng đó có thể có sớm, có thể có chậm, mà cuối cùng mà về có sớm luôn. Thì rất là đẹp, anh em có thể ngắm đi. Đó, rất là đẹp. Có một số đồ chơi cơ bản luôn, về chắc không làm gì nữa đâu. Chắc luôn á. Về đâu làm gì đâu. Đúng rồi. Nó bảo vệ hết trơn rồi. Nói chung hên xui xe sao để lại cho anh em vậy á. Nói chung mình 1m7 ngồi chiếc này là dư sức. 1m7 ngồi dư sức. Thế sao mới tập chạy thì lại sợ té, chiếc chung không tới á, nên thấy chiếc này là hợp lý. Nói chung là mình nhờ mấy anh em mình hướng dẫn cho anh chạy trước hết rồi. Chạy trên một cái con ẹt size 150 ha. Thì anh chạy cái con ẹt đó, lại con này cảm giác nó sao? Nó khác đúng không? Khác hoàn toàn. Máy này mạnh rồi, với lại cái cảm giác lái nó khác. Cảm giác lái nó khác liền. Tại cái tay ngắn rồi, cái tay nắm này nó khác. Với lại con này bình xăng nó to, anh đổ đầy bình, anh đi cả tuần cả tháng luôn á. Nếu như mà anh đi ít đó, thì cái nó ngồi cái cảm giác nó an toàn hơn là ngồi con ẹt đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi nó ôm mình kiểu xăng. Kiểu như ôm vô á, chạy nó mình cảm giác nó ôm sát cho đây. Nó đỡ mỏi. Đỡ mỏi. Rồi bữa giờ tập chạy rồi. Thì bây giờ có tự tin ra đường chưa? Hỏi thiệt câu á. Chạy được. Được không? Được. Chắc không á? Chắc. Bữa à, tự nhiên ổng mình không có nói xui vậy đó anh em. Mình không nói xui vậy đó. Cái tự nhiên ổng kêu là mình ơi chắc anh phải tập nhiều quá. Hỏi sao vậy? Anh coi trên YouTube á, thằng kia nó chạy xe nó lủi vô đít xe hơi. Ông hỏi nói xui bản cất luôn. Không mà đúng rồi, mình phải phòng ngừa chứ. Nó phải chạy tập chạy. Nói chung anh khi mà anh mà chạy đường đông á, thì chắc chắn mình mới tập chạy anh phải rà con thôi, kệ nó an toàn cho mình, đừng có rồ ga giữ là được rồi. Mất công nó bắt đầu. Rồi ấy kính ra đi rồi. Này chạy về được sao? Rồi chạy về ổn nha. Về báo cáo cái nha. Rồi anh chạy gì, ok cái gì về anh bắt từ đây về Thủ Đức đúng không? Về Thủ Đức. Thủ Đức, từ Thủ Đức chạy xuống mình quận 6 là cũng hai mấy cây á. Hai mấy cây á, chạy chắc nửa tiếng á. Nửa tiếng. Đó. Giờ đi đường xa lộ thì nó vắng. Vắng, đi xa lộ vắng, mà đi đường đó đi chậm chậm thôi. Đường đó công an hay bắn tốc độ á. Biết mà đúng không? Xa lộ Hà Nội hay có đi. Tốc độ. Đi qua hầm Thủ Thiêm á. Nói chung mình chạy chậm thôi, mình phạm luật người ta mới bắt. Mình chạy chậm ai đâu bắt. Với lại mới dứt chạy mà sao dép chạy nhanh. Đúng rồi, chạy
em nghĩ xe này chạy 150 thì chạy 140 thôi, được chạy hết giá được. hợp lý. Ờ vậy thôi anh em vui vẻ, anh em nói chung là mấy anh em tới mình mua xe thì cũng coi như là anh em chơi chung thôi đó, thì tư vấn hết mình, rồi xe thì coi sao giao hết anh em vậy luôn đó, rồi xe nó tình trạng sao là báo cáo hết cho anh em để anh em biết đường anh em mấy. À, bây giờ mình về mình thay nhớt luôn chứ gì nữa hả? Ừ, thay nhớt để mình nhớ cái cây số. Đúng rồi. Rồi thay nhớt xong rồi mình về luôn. Rồi vậy ha. Rồi bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker ha. À còn một cái mà mình muốn chia sẻ nữa đó là anh này á, anh muốn phân khối cao hơn. Nhưng mà bây giờ bắt buộc rồi. Bắt buộc mình phải chạy phân khối nhỏ trước rồi. Ai cũng vậy đó. Đùng cái lên cao lỡ có chuyện gì nguy hiểm bản thân. Nói chung mình ăn chắc mặc bền lại mình an toàn. Với lại sẵn tiện á, mình trải nghiệm được một dòng xe nữa. Nói chung mà khi mà mua trải nghiệm á, mình mua xe cũ thì mình bán lại lỗ đâu bao nhiêu đúng không? Không có lỗ nhiều, lỗ ít xỉn à. Rồi cho sao? Quen máy quen xong rồi rành hết rồi á. Cảm thấy, nếu như cảm thấy mình không có phù hợp với lại cái dòng con tay này thì mình nghỉ luôn, mình không chơi. Còn không, như, chơi nghỉ được. Không, ví dụ á, có một số em đang nói là ví dụ một số người ta thích nó bởi vì nó đẹp. Mà khi người ta chạy người ta cảm thấy không phù hợp nữa, người ta bán, người ta không chơi nữa. Còn nhiều người ta phấn khích là lên phân khối lớn liền. Mà khi mà những anh em nha chơi á, mà thấy những anh em mà lên được phân khối lớn á là rất là mừng. Bởi vì khi mà anh em lên phân khối lớn là có nghĩa là anh em làm ăn được, anh em có tiền anh em mới lên được. Chứ mà làm ăn thua lỗ sao mà lên được phân khối lớn. Thì đó, rất là mừng. Với lại nhiều anh em á, chơi xe á nha, nuôi xe á, mà chơi mà đúng cách á là nó làm cho bản thân mình phấn đấu hơn nữa. Bởi vì khi mình đang đi xe này đúng không, mình muốn lên 1000, mình muốn lên xe xịn thì mình làm kiếm tiền nhiều để nó rất là có lợi cho anh em nha. Trừ khi mà anh em chơi xe anh em phá phách á thì nó mới ảnh hưởng đến bản thân. Khi mà anh em chơi xe như mấy anh em mình là chơi xe để phấn đấu, là anh em mình làm càng ngày càng có tiền nhiều, tự nhiên đùng cái khi mà mình không có phấn đấu á, ví dụ mình mua con xe mà 500 triệu đi thì mình những người không muốn phấn đấu, người ta không có động lực, người ta làm một năm chưa chắc người ta được 500 triệu. Mà khi tự nhiên mình phấn đấu á, mình làm mọi cách luôn, nó đi làm thêm này làm thêm kia. Em biết có một anh mua xe ở em á, là ban ngày đi làm nha, đi chở hàng, ban đêm chạy ráp để mua được cái con xe. Chắc vài bữa phải cho anh nói lên clip thôi, nhưng mà chưa tìm được xe cho ảnh. Ảnh qua anh cọc trước thôi. À, chiếc R15 hả? Chiếc GX. Nói chung là ảnh 44 tuổi rồi, nói đam mê xe mô tô hồi nhỏ mà bây giờ chưa có điều kiện, vợ con nuôi, nói chung là cũng còn ở nhà trọ. Nhưng mà bây giờ anh ráng phấn đấu. Ảnh ban ngày là ảnh giao hàng, ban đêm là ảnh làm thêm cái gọi là chạy ráp á đó, để kiếm tiền, để thu nhập hơn, để mua con xe để thỏa mãn đam mê cái thời trẻ của mình đó. Có nhiều anh em chơi xe rất có lợi á, nó đâu phải là chơi xe là như mấy ông kia ra đường đô nẹt bô rồi kẹo công an rồi đâu. Tại quan niệm của người lớn ta nói chơi xe này là hư hỏng. À đúng rồi đó, đua anh, xe anh kia là nó hư hỏng là đổ bô ra đường nịnh. Rồi thôi, cảm ơn anh em nhiều nha. Như anh em nhớ like subscribe cho kênh của Minh Biker. Để biết sao mình phải quay những cái clip này không, đáng lẽ là mình cũng không có thích quay clip của mấy anh em đâu, tại bởi vì có nhiều anh em ngại á, người ta ngại tôi lên clip á. Nhưng mà phải có những anh em lâu lâu có mấy anh em lên clip. Mình bán xe rất là nhiều, 10 anh em chắc 1-2 anh em lên clip á, bởi vì lên clip để cho những anh em khác người ta biết là mình đang như vậy, đang bán xe như vậy á, cho mấy anh em mình nó giao lưu với nhau cho nó vui đó. Rồi cảm ơn anh.